Alo, vâng, chúng ta đến với trận đấu thứ hai giữa hai team Việt Hoàng và team Phương Việt. Đây là máy ấy game thủ cầm Summerian Việt Hoàng màu 6, màu 1 là người cầm Egypt, màu 4 nhầm. Vâng, anh này đánh 22 dân tiếp đi, 20 dân tiếp. Vâng, anh trận cầm Milan đánh 20 dân nhưng vẫn thắng, nhưng đồng đội anh là người cầm xe nên anh có thể đánh có vẻ tâm lý thư giãn hơn. Như vậy 24 dân, ngừng xin dân rồi. Egypt mà này đánh cái gì đây? Khả năng hai anh đều chém thôi. Speed vẫn là 1.5. Vâng, đánh như solo xeng vậy. Summerian. Đây rồi, đây là bãi quả. Bầy hiêu ngay cạnh ấy luôn, kéo hết dân ra. 22 dân. Với cái bài này anh vẫn đánh 22 dân.
Nhà khung nhưng mà vẫn chém thôi. Vâng, đánh chém cho dễ đỡ mất tay. Đánh cùng khoái lắm. Vâng, anh đẩy speed cho em. Anh cứ để 1.5 này. Chậm lắm. Chắc anh bịp. Vâng, hình như ở trên kênh 3 là anh Gọc Cường anh ấy đang bảo là 1.5 còn nhanh hơn là 2.0. Ôi phi nốt đi lùa gì nữa anh. Ai da, cửa cầu hốc. Ai da, xe giò cái đủ màu 1, màu 2. Persian và AC, ôi trời ơi, căng lắm rồi. Vâng, Persian AC đối đầu với Summer Egypt. Persian, nhưng mà Persian gặp Summerian thì nói chung là cũng khoai lắm. Vâng, Summer đóng cho cái P ở trong đó nó sóc cái loại cung gỗ như sóc đơn với lại R ra thì thôi. Vâng, Per lúc đấy là xác định luôn. Phi nốt con hiêu đi anh ơi. Khổ, cứ để đứng làm cái gì. Egypt vẫn chưa ai lên đời. Tôi không để ý các anh kích đời bao lâu rồi. BL, BM, đẩy speed anh ơi. Vâng, người ta solo xem cái phút thứ 8 mà tăng speed rồi. Nhưng đây anh phút thứ 11 vẫn chưa tăng. Đấy. Giờ cuối cùng người đã tăng rồi. Vâng, cái lúc điều chỉnh ngựa dò cái là phải tăng. Kích đời rồi, đang thiết kế bay vàng. Nói chung là hai anh kích đời chắc là ngang nhau thôi. Bốn người làm vàng sao? Bò bè bè. Anh cắt thằng dân ở giữa đứng làm vàng thì làm sao đâu xây được kia. Tại sao anh không cắt cái dân ở mé ngoài anh xây? Vẫn các game... Đây là các game thủ nghiệp dư thôi. Không phải game thủ chuyên nghiệp nên là rất khó. Đấy, cái thằng ngoài thì anh không cho xây. Cứ thằng giữa anh đôi xây thì làm sao xây được. Đầu cánh khả năng gặp game thủ mà 4. À không, đấy xe dò M4 quân mình, nhầm. Xin lỗi các bạn. M1 gặp M1. Đây ở ruộng nhiều lắm. Ba cái. Rồi cũng lên đời rồi. Asirian là game thủ M1. Phương Việt 1. Anh là dân bên ngoài kìa. Dường như anh này hai trận cầm AC liên tiếp. Ấy giời ơi, chết con giò. Dò dường như đã không có cái gì. À không có công rồi. Vâng. Anh bò thế thì thằng nông dân làm sao nó ra làm vàng được anh. Vâng. Tương đối nhọc. 21-32 Egypt. Anh là... Thôi ăn ngay tôi nhờ. Ông đóng cho tôi cái P ra 400 gỗ để làm cái gì, nâng bánh xe đóng P ra các kiểu con đà điểu ra. Đánh cái Persian là thế này thì nhọc lắm. Ây ơi ơi. Tớ nào. Vâng anh đen, đen cái B, anh đóng cái BB vào. Vẫn lạc thẳng đi ngay qua chiếc mõm. Chúng ta đang thư giãn. Chúng ta đang với những giải đấu mà chúng ta thư giãn qua sau những thời gian làm việc mệt nhọc. Một giải đấu đóng BG. Vâng. Cũng rất như top 1. Đóng sát mép bản đồ sao nó quay đây. Tí đối phương không tìm ra. Chém BL. Vé ruộng ra. Vâng, 4 đường dân, 4 cái ruộng. Thêm cái nữa đi. Vâng, thôi. Cả màu 6 ở đây mày ấy cái thủ màu 6 26. Ông con lạc đà kia đứng xem tát nào rồi. Con lạc đà cái thủ màu 2 nhìn thấy con giò nhưng không làm cái gì. Vâng, Persian dường như cũng đã fit rồi. Thôi, dân kia làm sao làm được anh.
gì đây, đóng cái gì đây, PV à? Không ruộng. Hay nhỉ, một cái hốc, đây là gọi là một cái hốc. Ấy đây 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 đây, úi trời ơi, gần chục con dân. Ai à, màu một, à, rồi 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 rồi, đen ra chạy chạy, à, đen đi, đem nhầm dân bây giờ. Rồi Persian nó mất tham rồi. Vâng, đúng là con giò, anh mang con giò đây chỉ là để con giò thôi, chỉ nhìn qua để lấy bóng của nó thôi chứ không để làm gì cả. May mấy tuyển thủ cầm Egypt tham còn 23, dân chưa có ánh xe. Tại sao đến thời điểm này vẫn chưa? Ôi trời, kinh lưu, lưu lưu quân đạo chín, anh như chim vậy. Vâng, lưu quân đạo chín, rất ít người có thể làm được như anh. Đây rồi, thôi AC cuối cùng rồi anh ơi. Thôi thôi thôi. Vâng, vẫn đảo nhiệt tình lắm. Phù đi. Đây đây. Thôi hai con kia không phải kéo về nữa. Anh cứ vâng, mài kiếm, mài kiếm, mài kiếm. Đây người ta gọi là mài kiếm bất lực. Bất lực rồi. Vâng, ban phù ra phù một con lạc đà. Sao con không để một con ra phù máu một con lạc đà đi. Vâng, rảnh tay mà. Mày máy kiếm thủ à, cầm Summer rồi, 21. Chết đi, úi giời, đèn. Rồi, toàn nhà cứng. AC vào nó bắn cho 3 phát, dân sửa kiếm thiên tin. Vâng, anh bò nhà kinh quá. Bây giờ đôi bạn đi vòng đường nào, và quân mình cũng đi vòng đường nào đây. Vâng, tí con cung đoàn, tí là phải đem một cái ruộng ra, tôi thề luôn cái bè thằng kia. Ôi, thôi, 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 thôi. Ôi, đập đi, rất Summer mà. Vẫn xoắn, vẫn xoắn, vẫn xoắn. Vâng, nhưng cung đoàn họ vào được thì thôi đi sai rồi, khó rồi, một đều. Và chúng ta đến với trận đấu bản lề trong vòng bảng rồi. Vâng, Summer AC thất bại cho Per AC. Vâng, AC tự dẫn. Rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Vâng, Persian. Hai anh đánh, nói chung là phút lực rất nhiều nhưng rất ít khi kích bánh xe. Anh đánh Per với Mark quen rồi.